Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 16 mà chúng ta đã nắm được ở phần 1 và phần 2 đúng không nào? Phần 1 chúng ta nắm được 3 vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Đó chính là gì em? Cách nhau thì có mấy điểm chung? Hai điểm chung đúng không? Tiếp xúc thì sẽ có một điểm chung, và không giao nhau thì nó sẽ không có điểm chung nào cả. Và chúng ta phải nhớ là D với R là như thế nào để nó xảy ra các điều kiện đó. Và cái phần 2 chúng ta nắm đó chính là phần tiếp tuyến. Tiếp tuyến đó chính là trường hợp D sẽ bằng R, nghĩa là nó sẽ tiếp xúc. Và nó tiếp xúc tại đâu? Tại tiếp điểm. Và cái đường thẳng đó người ta gọi là tiếp tuyến. Được chưa? Thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần 3, đó chính là hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn. Hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn. Chúng ta sẽ đi sang phần tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Ta sang hoạt động 3 này. Cho điểm M ở ngoài một đường tròn tâm O. Hãy dùng thước và cơm 3 thực hiện các bước vẽ hình như sau. Đây, chúng ta có một cái đường tròn tâm O này và một điểm M ở ngoài đường tròn. Ta hình dung như vậy. Vẽ đường tròn, đường kính MO. Đường tròn đường kính MO cách đường tròn tâm O tại hai cái điểm A và B. Các em có hiểu không? Vẽ đường tròn đường kính MO. Đây, MO đúng không? Chúng ta nói lại. Ở đây là O. Phải không? Rồi. Nhưng mà khi đó vẽ đường tròn đường kính thì ở đây chúng ta sẽ lấy tâm của nó là trung điểm ở đây là O phẩy. Đúng chưa? Chúng ta sẽ vẽ một đường tròn đi qua M và đi qua O. Đó, ta hình dung như vậy. Là cách tại hai cái điểm ở đây là A và B ở đây. Hiểu chưa? Đó. Vẽ và chứng minh các đường thẳng MA với lại MB là hai tiếp tuyến của đường tròn gì? Tâm O. Đây. Vẽ và chứng minh MA và MB gọi là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn tâm O. Cắt nhau tạo điểm này. Như vậy chúng ta thấy cái tam giác đây chúng ta nói A với O lại. Được không? B với O lại. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy tam giác OAM nó có như này. Có cái anh O'A này. Đúng không? O'A sẽ bằng O'O và bằng O'M. Thế nữa thì suy ra cái tam giác này là tam giác gì? Tam giác vuông. Được chưa? Đấy. Hay nói cách khác là từ đó chúng ta suy ra AM sẽ vuông với gì? Với OA. Vuông với OA hay nói cách khác là AM này chính là tiếp tuyến. Chúng ta làm tương tự, chúng ta nói ở đây thì chúng ta có O phẩy B bằng O phẩy O bằng O phẩy M. Từ đó chúng ta suy ra cái tam giác MOB vuông tại B. Đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng một nửa cạnh huyền á. Em nhớ không? Đấy. Mà khi chúng ta đã chứng minh được ba thằng này bằng nhau thì chứng tỏ tam giác này sẽ là tam giác vuông. Đường trung tuyến này ứng với cạnh huyền này sẽ bằng một nửa cạnh huyền. Hiểu chưa? Rồi thôi nha. Đây em, cái hình vẽ này. Đây hình vẽ chưa? Ta thể bấm trên màn hình ta vẽ cái hình này vô. Rồi. Về lập luận và chứng minh này. Nằm trên một màn hình nên là chúng ta sẽ bấm dừng lại để các em ghi chép cách bài bản nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi sang ở phần hoạt động 4 em nhé. Đây sang hoạt động 4 em, người ta yêu cầu các em là dựa vào hình vẽ của hoạt động 3. Đây hình vẽ hoạt động 3 thầy vẫn giữ lại đây. Đây. Thấy chưa? Ở đây người ta bằng cách xét hai tam giác OMA và OMB chứng minh rằng MA bằng MB. Như vậy chúng ta này đã chứng minh được hai tam giác này là hai tam giác vuông. Đúng không? Tại sao nó là vuông? Tại vì chúng ta có là O'A sẽ bằng O'M bằng O'O. Ha? Nên từ đó chúng ta suy ra AO phẩy này chính là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền MO. Nên cái tam giác MAO sẽ là tam giác vuông tại A.
chúng ta lập luận tương tự như vậy, chúng ta chứng minh được ở đây là vuông tại B ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét tại hai tam giác vuông này. Hai tam giác vuông này có gì chúng ta xem? Chúng ta có OA sẽ bằng với OB. Chúng ta có OM này là cạnh chung này. Cái đúng không? Mà OM này đây chính là gì? Là cạnh huyền. OA và OB đây chính là hai cạnh góc vuông bằng với bán kính. Bằng bán kính R. Nên từ đó chúng ta suy ra cái tam giác OAM sẽ bằng OBM. Nên từ đó chúng ta suy ra MA sẽ bằng với MB. Xong. Là xong câu A đấy. Hiểu chưa? Đấy, tiếp tục. MO là tia phân giác của góc AMO, AMB. Nghĩa là MO này là tia phân giác góc này. Tại vì hai cái tam giác AOM bằng OBM nên là hai góc này sẽ bằng nhau. Hai góc nhỏ này bằng nhau nên từ đó chúng ta suy ra MO này sẽ là tia phân giác. Tương tự như vậy, câu C người ta yêu cầu nghe mà chứng minh OM là tia phân giác của góc AOB thì chúng ta lập luận tương tự, tại vì hai tam giác nó bằng nhau nên hai góc nhỏ này nè. Hai góc nhỏ này bằng nhau, tương ứng. Góc này bằng góc này nên là OM này cũng là tia phân giác của góc AOB. Xong. Đó, cái hình vẽ chúng ta vẽ vô. Rồi chưa? Và đó cũng chính là ba cái tính chất của hai tiếp tuyến khác nhau tại một điểm. Rồi chúng ta đã chứng minh rồi thì chúng ta cứ thế mà chúng ta lấy sử dụng thôi. Hiểu chưa? Câu A anh em, hình vẽ thấy chưa? Quá rõ ràng. Đó. Nằm gọn màn hình đó. Đây mở hoa kìa. Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Sang phần tiếp theo này. Đó chính là cái phần định lý 2 cực kỳ quan trọng. Thầy nói lại là cái định lý này là quan trọng. Khi mà nhắc tới tiếp tuyến là định lý này cực kỳ quan trọng nha. Ta vẽ lại cái hình này vô luôn. Vẽ lại hình vô luôn này. Nhìn trên hình này dễ hiểu hơn này. Nếu hai tiếp tuyến cắt nhau tại một điểm thì điểm này nó sẽ cách điều hai tiếp điểm, nghĩa là MA sẽ bằng MB. Nghĩa là thằng này nghĩa là MA sẽ bằng MB này. Đó, chúng ta nên ghi ra như vậy luôn. MO là tia phân giác của cái MO là tia phân giác của góc AMB, nghĩa là cái góc này, góc nghĩa là cái này chúng ta ghi ra luôn này, góc AMO sẽ bằng góc BMO, ghi ra luôn nha cho nó rõ để cho chúng ta lấy chúng ta làm bài tập luôn. OM là tia phân giác, nghĩa là góc AOM sẽ bằng góc BOM. Khi nó đã là tia phân giác, nghĩa là hai góc nhỏ bằng nhau, nghĩa là góc nhỏ này sẽ bằng góc nhỏ này và góc nhỏ này sẽ bằng góc nhỏ này và hai cái anh này bằng nhau. Vậy thôi. Ghi vô luôn nha, ghi mở ngoặc cũng giống như thầy luôn nè. Em ghi cái này và mở ngoặc giống như thầy, ghi cái này và mở ngoặc giống như thầy, ghi cái này và mở ngoặc giống như thầy luôn. Vẽ hình này vô. Được chưa? Thầy nói ở đâu thì chúng ta nên làm ở đó. Ở ví dụ 2, người ta yêu cầu em chứng minh OM vuông góc với AB. Ở đây chúng ta sử dụng định lý Pythagore đảo. Không không. Ở đây người ta yêu cầu đây, đường cao. Xin lỗi nha. Ở câu B người ta sử dụng cái định lý Pythagore để người ta đi tính AM này. Cái này rất là dễ. Ở đây chúng ta đi sang phần thử thách nhỏ. Thử thách nhỏ, thử thách lớn đây. Cho góc XMI và điểm A thuộc cái tia MX. Góc XMI góc thì thường chúng ta sẽ viết như này. X đúng không? MI điểm A thuộc tia MX thuộc là nằm trên. Hãy vẽ đường tròn tâm O tiếp xúc với cả hai đường cạnh của cái góc này, sao cho A là một trong hai tiếp điểm. Đúng không? Nghĩa là ở đây chúng ta phải vẽ
một cái đường tròn. Cái đường tròn này mà nó tiếp xúc cả hai cạnh này mà A này tiếp điểm nha. Thì bây giờ thầy cũng sẽ vẽ cho em đây. Cách vẽ luôn, nêu cho em cách vẽ luôn này. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ đường tròn tâm O, bán kính ở đây là O, OA à, tiếp xúc hai cạnh. Đó. Rồi. Ở cái bài này thì trong đây thầy quan sát nó có 4 bài tập. Thì phần giờ clip này mới có 11 phút à. Thầy sẽ làm cho các em một bài tập 5.20 ở trong clip này luôn. Còn 21 hay 23 thầy sẽ làm cho em trong clip sau nha. Là xong, xong phần bài tập. Người ta yêu cầu ở đây. Bạn Thanh cắt 4 hình tròn bằng giấy có bán kính lần lượt ở đây là R1 là 4, R2 là bằng 6 và R3 7 và R4 là bằng 8. Để dán trang trí trên một mảnh giấy, trên đó có vẽ trước hai đường thẳng A và B. Biết rằng A và B là hai đường thẳng song song với nhau. A và B này là hai đường thẳng song song với nhau. Và cái khoảng cách từ A đến B, đúng không? Khoảng cách ở đây là bằng 6 cm. Nghĩa là mọi điểm nằm trên đường thẳng B đều cách A một khoảng đường bằng 6 cm. Hỏi bạn Thanh dán sao cho tâm của bốn đường tròn đều nằm trên đường thẳng B thì đường tròn nào sẽ chia khúc một phần của đường thẳng A và hình tròn nào sẽ không chia khúc. Thì ở đây chúng ta xét vị trí tương đối thôi, có đúng không? Đấy, 4, 6, 7, 8. Thì ở đây R3 và R4, đúng chưa, là nó lớn hơn 6 nè. R1 nhỏ hơn 6 và R2 là bằng 6, nghĩa là tiếp xúc. Chưa nữa, em hiểu không? Đó. Như vậy 4R1 này bằng 4, nghĩa là nhỏ hơn 6, là như nào? À, nó không cách nhau. Không cách nhau, nghĩa là nó không đi lên cái trường A, không đi lên. Không cắt là không đi lên, không đi lên A. Được chưa? Còn đối với anh R3 và R4 thì lớn hơn 6 thì chắc chắn là nó sẽ đi lên, là cắt nhau đấy, nghĩa là cắt nhau này, nên là nó sẽ đi lên A. Em hiểu không? Em hiểu chưa? Còn đối với cái R2 là bằng 6 thì sao? Là nó cũng sẽ đi lên cái đường thẳng A nha. Nó sẽ đi lên tiếp xúc, cái này là tiếp xúc này, tiếp xúc thì chắc chắn là nó sẽ đi lên A. Như vậy chỉ có cái anh R1 này là ảnh không cắt, ảnh không cắt thì chứng tỏ ảnh không thể nào đi lên A được. Nó chỉ có một cái mép này đi lên B thôi, còn cái mép kia là không thể đi lên A được, tại vì nó không tiếp xúc, không cắt thì không đi được. Chúng ta hiểu chưa? Thì cái này chúng ta xét về vị trí tương đối của nó, bốn cái bán kính này xét với cái khoảng cách D chúng ta là bằng 6 này thôi nhá. Rất là dễ luôn. Hiểu chưa? Rồi. Đây nha. Như vậy thì trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở 3 câu còn lại. Chúc cho em học tốt.
Bye bye. Ok nha. Em nên làm trước 3 bài này nha. Em nên làm trước 3 bài này. 21, 22, 23. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.